Đàm Tùng Vận, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y và Giàn Tiểu Hòa đọ sắc trong loạt ảnh Ngày Ấy Bây Giờ. Khi các ngôi sao bước qua tuổi dậy thì và gia nhập làng giải trí, nhan sắc lẫn khí chất của họ cũng sẽ thay đổi ít nhiều theo chiều cường tích cực. Có bao giờ bạn tò mò thần tượng của mình đã dậy thì thành công như thế nào nhờ làm người nổi tiếng hay không? Thứ nhất, Cúc Tịnh Y. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, sự nghiệp lẫn nhân sắc của Cúc Tịnh Y đều thay đổi đến chóng mặt. Ngoài hàng loạt dự án phim hot, Cúc Tịnh Y còn liên tục gây bão mạng nhờ nhan sắc đỉnh cao, nhất là với tạo hình cổ trang. Tuy nhiên, thời mới debut, mỹ nhân Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ 2019 lại có ngoại hình khá nhạt nhòa kém nổi bật. Nhờ cách trang điểm phù hợp, sự tiến bộ trong phong cách kết hợp với khí chất cổ điển mà Cúc Tịnh Y ngày càng xinh đẹp hút hồn. Thứ hai, Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận gia nhập làng giải trí Hoa Ngữ khi mới 10 năm tuổi và đi lên từ những vai quần chúng. Nhờ chăm chỉ rèn luyện và nâng cao kỹ năng diễn xuất mà nữ diễn viên mới nổi tiếng và thành công được như ngày hôm nay. Hiện tại Đàm Tùng Vận đã 31 tuổi, nhưng nếu đặt cạnh hình ảnh mới 10 năm tuổi của cô, chắc hẳn mọi người sẽ rất ngạc nhiên. Cả nhan sắc lẫn khí chất của người đẹp này đều không thay đổi, vẫn trong trẻo ngọt ngào khiến trái tim người ta phải tan chảy. Thứ ba, Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ được rất nhiều khán giả yêu thích. Ngoài ngoại hình xinh đẹp quyến rũ thì tính cách phóng khoáng gần gũi của mỹ nhân Tân Cương cũng giúp cô kiếm thêm lượng lớn người hâm mộ. Nữ diễn viên gây bão mạng với bộ phim Trường Ca Hành. Được coi là mỹ nhân đẹp từ trong trường nước, ngay từ thời còn cắp sách đến trường, Địch Lệ Nhiệt Ba đã là nữ thần trong lòng các chàng trai cùng trường với đôi mắt to tròn và ngũ quan lai như búp bê. Ngày ấy cô nàng đồn tim mọi người với vẻ đẹp ngây thơ, ngọt ngào. Còn bây giờ ba béo của chúng ta đã trở thành mỹ nhân quyến rũ. Cổ lực Na Chat. Trong 4 tháng đầu năm 2021, cổ lực Na Chat có đến 2 tác phẩm được ra mắt, Phong Khởi Nghe Thường và Thập Nhị Đàm. Tuy nhiên cả hai bộ phim này đều không tạo được tiếng vang như mong đợi. Ngoại trừ nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân Tân Cương thì nội dung phim chẳng động lại chút gì trong đầu khán giả. Thực tế thời mới bước chân vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cổ lực La Chát đã gây bão mạng vì ngoại hình xinh đẹp nổi bật. Điểm khác biệt duy nhất trên khuôn mặt cô nàng chính là sống mũi của cô bây giờ cao và thanh thoát hơn ngày xưa rất nhiều. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.